Thì ở bên anh á, em có từ tự tập âm dương khí công ấy. Thì sau đấy em thấy người khỏe ra rất nhiều, làm gì cũng nhanh nhạy, mà thậm chí là mình thông minh hơn, mình để ý được rất là nhiều thứ. Ở bên anh thì em như kiểu em làm nghề móng giả ở bên châu ấy, thì em cảm thấy em có hôm em làm từ sáng đến chiều em không biết mệt luôn, mà làm cái gì em thấy cũng rất là đẹp ấy. Với cả em làm gì em tập trung rất cao độ, ví dụ em vẽ em cũng vẽ đẹp hơn, em nghe nhạc em cũng thấy hay hơn, em đọc sách em cũng thấy hay hơn. Tức là em tự tập bằng những cái công Em tự tập, tự tập nhưng xong mà thông em tập thường bao lâu thì đạt được như vậy? em tập được trong vòng 3 ngày đạt được. 3 ngày. Vâng, tại vì 3 ngày hôm đấy là đầu tiên em xem trên mạng ấy, thì người ta bảo cứ 1 tuần thở đường dương đi, thế 3 ngày em thở đường dương liên tục từ sáng đến chiều luôn. Thì ngày đầu tiên nóng không ngủ được, Thế em thở bao nhiêu đường? em thở một ngày đến 100 đường Ôi dương. trời, tham thế. Tại cứ rảnh em thở, em muốn tập đến bao giờ được thì thôi. Thì ngày đầu tiên nóng không ngủ được, nhưng mà hôm sau dậy không thấy mệt, làm gì cũng tỉnh táo với khỏe. Thế xong rồi đến ngày thứ hai bắt đầu em tập giảm đi. Thế xong rồi đến tuần đầu tiên, hết tuần đầu tiên thì nóng quá, nóng quá xong em bị các triệu chứng nó phản tác dụng, ví dụ như là bị lên cơn sưễn do nhiệt này, xong rồi bị đỏ đỏ mắt này, xong thấy nóng trong người các thứ. Thế là em phải tìm cách để dừng lại, em phải tập thở đứng âm. Thì tập thở đường âm thì nó em tập đường âm thì chậm hơn đường dương, tại vì em tập phải tập đến lúc phải 2-3 tuần sau em mới thở được đường âm đấy. Thì đường nhưng mà em thấy về sau thì em thấy hợp với đường âm hơn. Thì thở được âm thì kết quả như nào? Thở đường âm thì em thấy mát, thì nó không mát rõ ràng, nó không mát ở bên ngoài nhưng mà nó mát bên trong. Đúng rồi, em bị phế Vâng, em bị phế nhiệt thế nên em chỉ cảm thấy là mát bên trong thôi. Vâng. Nhưng mà được cái là em thở đường âm trước khi đi ngủ thì nó rất dễ ngủ. Thế à, nhưng mà nếu mà em sợ là không có tác dụng là được tỉnh táo với khỏe mạnh như thở đường dương nữa, thì em nghĩ ra một bài như thế này là vào buổi sáng ấy, em thở nhiều đường âm, thở nhiều đường dương, xong thở ít đường âm, và vào buổi tối trước khi đi ngủ thì em thở nhiều đường âm, Hay thì thở ít đúng đường dương, không? thế là em ngủ ngon hơn, Thông thế là minh buổi sáng em tỉnh táo hơn. Đấy là cách em tự học âm dương khí công. giỏi giỏi thông minh rồi, cảm ơn em, chúc mừng em.